Ở tập trước, các đội chơi đã bắt đầu với những thử thách đầu tiên tại thủ đô Hà Nội. Với một số đội chơi, việc thông thuộc đường phố chưa hẳn đã là lợi thế đối với họ. Đội tím đã dần bắt kịp được với các đội chơi khác. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một vị trí an toàn trong chặng này không phải là điều dễ thực hiện. Chặng đua tại Hà Nội chỉ mới bắt đầu, và những thử thách khó khăn thực sự vẫn đang chờ đợi các đội chơi ở phía trước. Đây là chỗ người con này màu xanh này, nhìn thấy chưa? Anh biết chỗ đó không anh? Ok, gọi tổng đài hỏi em cái. Quay lại thì thấy đội Hồng bám theo. Cái bây giờ cái tới cái khúc mà ảnh tìm được cái chú xe ôm để mà dẫn vào cái làng cổ đường Lâm, là lúc đó là đi bám sát nhau theo một cái chú đó, vô tình mình mở đường cho mọi người đi. Ghê rồi. Trời, nó nhìn thấy mình rồi. Thấy đội xe ngầm hoặc là anh xe ôm vào để chỉ đường thì là đội ra đi theo luôn. Thế là đi theo thì đến đấy chị Min phải mất tiền cho xe ôm mà. Chị Min là vẫy. Chị Min đến ngã ba là chị Min vẫy là Giang với anh Quyết là đi sang lối khác, đường kia lối kia. Được rồi, quá khách quá. Anh ơi, bám sát xe đấy nhé. Taxi thỉnh thoảng có vụ giật đổi nên anh có thấy hấp dẫn không ạ? Thế, anh thì hình như phi hành động ấy nhanh nhá. Mình giật sát theo. Ngôi nhà cổ nhất đường luôn. Cứ thẳng ở đây. Cảm ơn. Có nhiều ngôi nhà cổ nhất ở đây là chỗ nào vậy cô? Cổ nhất là kia. Đâu cô? Ở đâu ạ? Có cái đặc biểu gì, đặc điểm gì ở cổ? Có, đẹp đẹp. Chỗ nào ạ? Và cuối cùng thì sau mình còn đội Trang Khàn nữa, và đội mình là đội thứ 8 rời khỏi địa điểm đó. Thì cũng không thể nào mà yên tâm được. Xong, con làm ơn cô ạ. Vâng. Mật thư. Đội chơi tìm thùng mật thư tại ngôi nhà cổ nhất trong làng cổ đường Lâm. Xong. Mật thư. Cho em đi đại làng cổ đường Lâm Sơn Tây. Chị ơi, nhà anh Hùng ở nhà cổ nhất đây ạ. À? Đi đường nào ạ? À? Cái thẳng đường bê tông bên trái nó phải ạ? À? À, đâu đây? Lại. Xuống, cái lơ tụi nó xuống rồi, tụi nó gần nhà mình luôn. Mình bám sát thì bắt đầu lúc đấy đội cũng dừng taxi luôn và bắt đầu chạy đi. Chứ đội chạy thật nhanh để đội mình không bắt được. Thì Giang và Quý cũng đi từ từ thông thả. Cảm ơn chú nhiều luôn. Hay quá ha, chia tiền này. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Đây là nhà cổ nhất phải ở đây không ạ? Nhà này cũng chưa phải cổ nhất đâu. Nhà cổ nhất là ở đâu ạ? Nhà cổ nhất ở bên. Bên nào ạ? Đi đường nào qua ạ? Mọi người đi xuống dưới này. Con chỉ cô gì cái điều không? Biết đường không? Con biết đường chỉ cô. Con cháu không biết. Ok, giờ con đi đường nào ạ? Nhà ông đứa. Dạ. Con cần đi gấp. Cảm ơn con. Không biết. Gần không cô? Dạ con cảm ơn.
với lựa chọn kép, đội chơi phải lựa chọn một trong hai nhiệm vụ, trống hoặc chè. Với chè, đội chơi sẽ được hướng dẫn thực hiện một món ăn hết sức quen thuộc và dân dã của Đường Lâm, đó là món chè lam. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước và được sự đồng ý của người giám sát, đội chơi sẽ nhận được mật thư để đi tiếp. Với trống, hai thành viên của đội chơi sẽ phải đứng trên một chiếc bập bênh. Một thành viên cầm cờ và thành viên còn lại cầm chùy trống. Nhiệm vụ của họ là phải di chuyển một cách khéo léo để thành viên cầm chùy trống có thể đánh 3 tiếng trống liên tiếp. Ngoài ra, thành viên cầm cờ cũng phải chú ý để không làm nổ quả bóng bay đang đặt phía dưới bập bênh. Hoàn thành xong nhiệm vụ, họ sẽ nhận được mật thư. Đúng gì? Chè. Chè. Chúng tôi chọn chè. Đội xanh lá sẽ lựa chọn chè. Đội xám sẽ xám. Chơi trống. Minh Long sẽ biệt trống. Chúng tôi chọn nhiệm vụ trống. Quyết định làm trống nhá. Rồi. Chúng tôi sẽ làm trống. Chè. Chọn chè. Anh taxi đấy là anh bảo chị cứ ngồi im đấy, em sẽ chở chị vào tận nơi đỡ phải chạy. Thế là anh cứ chạy, cuối cùng vào đúng cửa nhà anh Hùng. Mật thư. Rồi nhận chè đi. Nhận chè ạ. Rồi thì nhận chè. Mình tưởng là cái chè lam là cái chè nước người ta uống. Trà. À nước trà. Nhưng mà ngoài Bắc là người ta kêu chè. Là. Mình không nghĩ là làm bánh. Cô chủ nhà hướng dẫn là cái cách mà làm chè một lần. Rồi sau đó là hai đứa thực hiện lại cái quá trình làm chè lam. Hai người vẫn cầm cờ và cầm dùi và tiến ra đầu của hai cái bập bên. Sau đó làm mọi cách để cho bập bên cân bằng mà đừng cho đập hai cái đầu gỗ đó xuống và một bên gõ tùng tùng tùng. Sau khi đánh trống xong là cả hai phải đi vào ở giữa để là trao cho nhau cái cờ và cái dùi thì đó mới là hoàn thành. Vào trong một tí đi. Không được, nếu mà sao quá. Sao quá em sẽ bị bóng rơi xuống dễ. Em cứ đi tiếp đi, bởi vì không lên được, chị phải lên mà lượn. Em không lên được, không phải lên được. Nhún xuống. Đúng rồi, nhún đi. Ngoại hình nó chênh lệch nhau. Rồi một bạn cao, bạn ấy mà cân nặng của anh thì lại hơn Trang. Cho nên là ví dụ chỉ cần ấy một tí rồi giữ thăng bằng rất là khó. Ví dụ đội xám này hai người trọng lượng gần bằng nhau, thể trạng cũng như thế, cho nên là cân bằng dễ hơn. Đi tiếp đi. Okay. Đi rồi. Không được. Em ơi, chưa lên được. Em cứ okay. Yên, lên nhá. Rồi. Em chống đánh đi, 1, 2, 3. Từ từ, bước vô. Ở đây cô. Anh phải đứng nguyên ở đó. Gừng đường của chúng tôi đã sôi rồi. Đổ vô. Chúng tôi chọn trống. Chúng tôi chọn lựa chọn kép là lấu chè. Rồi từ nhá. Vào từ từ nè. Đứng. Sang bên kia. Từ từ. Để tính em ơi, sang bên kia. Vào anh một tí. Vào anh một tí. Xuống đi anh. Bỏ nhìn chân mà. Từ từ vô nè. Chân em nè. Từ từ vô nè. Từ từ. Tới. Chữ em. Anh không được lùi về đây. Anh không được lùi về. Đứng đây. Đánh. Rồi đi vào.
vào đi. Ôi dồi ôi. Sorry. Sorry. Từ nha. Rồi, tao đứng im này, đứng im này. Cả mấy á. Xong. Dạ anh em chơi hỏng lần đầu à. Rồi hỏng lần thứ hai, nhưng mà tới lần thứ ba thì lại hoàn thành. Lần đầu tiên là hai anh em dẫn đầu một cái chặng. Lần đầu tiên mình nhận là lần đầu tiên. Mời em. Đội chơi tìm đến địa điểm đánh dấu của chương trình trong làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ. Tiếp theo, các đội chơi sẽ được tham gia một trò chơi dân gian hết sức thú vị. Hai thành viên của đội chơi sẽ phải đứng trong một vòng tròn đã được đổ đầy nước xà phòng. Họ sẽ phải giữ chiếc gậy và trụ lại trong vòng 3 phút dưới sức đẩy của hai võ sĩ. Hoàn thành xong nhiệm vụ, họ sẽ nhận được mật thư. Còn lại cái hắn nói là vòng tròn với anh hay là chỗ cái giếng đó ta? Giếng đứng ngoài sông được sao được? Vậy? Phỏng. Vậy không ta? Dạ. Rồi. Rồi cái này là ngon nhất luôn á. Ok, chơi luôn. Mồ hôi và nước mắt của con cô. Trời ơi. Đây chỉ gọi là chè lam. Rồi Minh ơi, đổ đi em. Đổ ha. Hay. Em cứ đổ từ từ giống như cô lấp lên nha. Cảm ơn cô. Bởi vì cô ấy dạy hướng dẫn tốt quá mà. Vâng. Coi giùm con cái ạ. Ok. Yeah. Alo của em chị Quỳ Quang luôn. Ok. Cảm ơn cô. Con cảm ơn cô chú ạ. Cô chú rất nhiều. Con cảm ơn cô nhiều. Rồi. Mình cũng lên xe taxi đầu tiên. Mà khi mà lên tới cái ngôi làng cổ nhất ở đường Lâm á, Sơn Tây Hà Nội. Không biết tại sao họ đến trước mình. Mình cũng đi con đường đó mà cũng đi số tiền như vậy, taxi vậy mà chẳng biết tại sao họ đến trước mình. Đó là cái bất lợi là mình không biết đường. Vào đây. Đội chơi tìm đến địa điểm đánh dấu của chương trình trong làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ. Răng cây dúi, Cam Lâm, đối diện Lăng Ngô Quyền. Giữ thăng bằng, từ từ. Bên đấy. Ở đó từ giữ thăng bằng mà. Em nói là bên đấy thì có nghĩa là anh phải vào. Xuống đi. Chị xích chân ra. Em có thể gộp hai cây cờ lại một giùm một tay bên đây giùm chị không? Ok, từ nha. Thấy anh khoan, đứng yên. Nhích vô chị xíu. Tí xíu rồi. Chị xuống đi. Không được, chị xuống đi. Căng thế. Cái việc giữ thăng bằng này là phải do một người chỉ huy, chứ không thể là hai người tự bước được. Từ từ. Thăng bằng rồi anh ơi. Từ từ. Bước vô. Từ từ. Phút cuối mà chuyền dùi xém chút nữa là mình đã chụp hụt cái dùi rồi. Cái. Dạ.
Thì lúc đó vì cảm giác là vị trí của mình đang rất là tốt, bởi vì là thấy đội vàng đến bây giờ vẫn còn chưa nắm được cái cách làm, nghĩa là họ còn chưa nắm được cái cách nữa, còn thì bọn mình đã làm xong rồi. Và cái tấm ván đó khá là mềm, khi mà mình đứng lên nó vẫn còn cái dao động của cái tấm ván đó nữa, nên là nếu chỉ nhích một chút xíu nó cũng tác động ảnh hưởng đến cái người đối phương rồi. Và còn nữa, nếu như mà chỉ đánh 3 tiếng trống thôi thì nó quá dễ, còn đằng này khi đánh trống xong phải trao dùi và trao cờ lại cho đồng đội thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên cái khó nhất lại là trao cờ. Làm sao mà đang đánh trống ở giữa đầu như thế này rồi đi nhít lại gần nhau để mà trao cờ và trao dùi lại cho đồng đội thì mới hoàn thành nhiệm vụ. May mắn là khi mà đổ dồn về phía Khải Anh đó là quả bóng không bể. Cho nên mừng quá, Thanh cứ chạy lại Khải Anh và cứ giao cờ, giao dùi, thế là may mắn quá, thì thật sự may mắn đã đến với mình. Đội mình là đến là cũng gần đầu tiên, mà để cho đội xám vượt mặt, đổi cho đội hồng vượt mặt, đội tím cũng vượt mặt, bởi vì mà vợ cuối cùng là chỉ còn đội mình Trang là ở lại đấy để mà thử thách cái phần thi đấy thôi. Khi vô làm thì anh liền lại làm rất nhanh. Anh Điền thấy rất là phấn khởi. Ồ, nấu chè lam cái này giống hồi đó, hồi nhỏ mình hay nấu bánh tiêu đồ, mình hay chiên đồ. Ồ, ảnh rất phấn khởi. Ảnh làm nhanh còn nhanh hơn cả Dung nữa. Chẳng biết sao cái cảm xúc ngày xưa của mình. Ngày xưa cũng khó lắm. Ba mình phải đi quỷ sớm. Thích quê nhà bột có lên men, mày ngắt bột hay chiên bánh tiêu. Nhớ lại, thích quê sớm với ba mình. Cái viên nước đường đã nấu, chúng ta sẽ đổ vô. Đổ vào xong lấy gì? Lấy cái muỗng cái kia ra ngoài. Rồi lấy cái kia ngoài luôn. Nó phải đảo. Xuống lấy sốt thôi tự. Đập đi. Tí nữa vào đây. Một tay. Bình và Long sẽ phải cầm cái gậy và đẩy nhau với cả hai anh cascader to như cục đình. Cao khoảng 1m8 mà bắp được ngực nữa, to mặt lạnh lùng băng giá luôn. Mà các anh là chơi là nhiệt tình, chơi hết mình. Chơi là bông rất trơn, rất trơn. Chân không, mình không thể đứng vững, huống chi là mình phải vật lộn với hai anh đó. Và rất là khó để mà giữ trong đó khoảng 3 phút. Khi mà đẩy lần đầu thì là bọn mình cũng bọn đội Thanh lâu nhất, đội mình nhỏ nhất nhưng lại trụ được lâu nhất trong cái vòng tròn đó, nhưng cũng không qua được. Sau cái lần đầu tiên là chân tay của chị là bắt đầu đụng rời, vừa rồi. Lúc đó là vã và vừa đói vừa mệt vừa khát. Vì áp lực là mình đang là đội về cuối mà các đội đang đợi xếp hàng để thực hiện sau nhiệm vụ mình, thì cái áp lực nó rất là nhiều, rất là nhiều.
Điều tra em có nhìn thấy đội tím. Đội tím là đội nhìn thấy đội tím. Đội tím chơi có phương pháp chơi khá là thông minh. Bóng không có căng cho nên là đôi khi đè xuống nhưng mà nó vẫn không vỡ. Hay là phát hiện ra ồ thế thì nếu như vậy thì đội mình có thể ấy được. Áp dụng luôn. Đúng rồi, đội trang áp dụng ngay cái phương pháp đội tím và sau 4 lần. Đã 4 lần thử thì cũng đã thành công. Rồi, cầm lấy cái cờ này. À, xuống. Chạy. Chào các bác nhá. Mở lửa cho anh, lan mạnh xuống. Lan mạnh, lan mạnh tay. Đây chuẩn lưng cô. Ok. Chào xong. Anh ngừng đi cho chú cô ơi. Kiểm tra. Đấy. Ui dẻo quá. Đã xong. Dạ. Cảm ơn cô. Hai bạn đã nấu xong hoàn thành mẻ chè lam rất là ngon. Chuẩn. Chuẩn. Cảm ơn cô. Thôi đừng bắt tay cô. Cảm ơn rồi. Cảm ơn cháu. Bất thường. Không không điện. Yeah. Chị gọi cho cái taxi nhé. Cố lên em, dễ lắm. Gọi cho cái taxi nhé. Các bạn đây đây nhìn cô đây. Xong rồi. Mấy anh không nương tay là ngày mai tụi em khỏi thi được luôn á. Đau lắm. Vừa rồi. Các đội khác thì thường là con trai đứng phía sau, con gái đứng phía trước. Hoàng Nam đổi chiến thuật ngay lần đầu tiên, Hoàng Nam đứng phía trên để giáp mặt trực tiếp với các anh, thì con Lan Trinh đứng phía sau và cầm chắc cái thanh tre, sau đó dùng chân đẩy các anh ấy ngã và cũng gây khó khăn cho các anh ấy rất nhiều. Tức là các anh ấy cũng phải, ngoài việc phân tâm giữ cái thanh, các anh phải đứng vững nữa. Mặc dù là một cuộc cách mạng trong chiến thuật được các đội khác cổ vũ nhiệt liệt nhưng mà cuối cùng vẫn không ăn thua. Đến nơi thì cũng đang mừng bởi vì thấy tất cả các đội con đang ngồi đấy. Xong rồi nhìn thấy bốn anh lừng lững rồi bảo thôi rồi em ơi. Mặt xám, xám ngoét bảo thôi rồi. 1, 2, 3. Cái vòng đầu tiên Trang là người đứng ở trong. Bị anh ấy đẩy một lúc. Trang thấy khó chịu quá là Trang giơ tay ra Trang đấm. Tấn công ngay. Không được bỏ tay ra. Anh đánh người ta rồi. Cho anh đi nhá, xin lỗi. Tính lại từ đầu. Khi mà tôi vừa mới vào trước kịp chuẩn bị gì thì đã đến lượt luôn và đẩy vào sới thì lập tức chưa kinh nghiệm gì cầm một cái là bị đẩy lập tức ra ngoài luôn. Được vào trong. Game over. Nhanh quá, game over nhanh quá. Xưa mình cũng đánh xì game. Mình là con người kiên, có ý chí, có kiên trì. Mình cũng hiểu biết nhiều, mình cũng quan sát. Môn đề gây mình cũng có trải qua rồi, mình thấy mọi người chơi, môn đó môn đấu với SEA Games mà. Đấy. Môn này đó quan trọng là người cái trọng tâm gậy đó, bên mình đẩy thấp xuống đó, thì người ta không bây giờ đẩy ra mình được. Ê, hơi được. Biết vô mình không có thể lực được. Cái dòng nào mình kéo nha. Đô. Ok, giờ mình phải chơi hết sức rồi. Mình phải thấy, biết những cái gậy xuống không đẩy mình ra. Mà khi họ mà khi mà họ kéo mình á thì mình cầm cái gậy mình ngược về. Là họ duy nhất họ sẽ đứng lên họ không có thể kéo được nữa. Khi mà đối phương muốn cái gì họ sẽ cộng tác với nhau bằng cái lời nói là sẽ thả lỏng các cơ bắp của họ, nó đẩy nha, là họ sử dụng sức
Ok, khi mà vừa hay mà họ có ý nghĩ trong đầu đó, mình có thể quan sát, có thể quan sát cái ý nghĩ trong của họ đó. Mình ok, mình đẩy cây vô khác. Họ mất trọng tâm, họ sẽ không làm được cái việc, họ tấn công mình. Ai bóp bóp tôi ơi. Bắn người. Nào. Bắn người tôi biết là bắn người. Chơi tìm một người có dấu hiệu của chương trình tại phố Tạ Hiện, Hà Nội để nhận mật thư tiếp theo. Đội chơi tiếp tục di chuyển về phố Tạ Hiện để tìm một người có dấu hiệu của chương trình và nhận mật thư tiếp theo. Qua đầu xe tải tấp vô để đợi hai người kia. Lần đầu tiên biết nấu chè lam. Được rồi. Đã xong. Dạ. Wow. Cảm ơn cô. Bàn hết kiểu nọ kiểu kia nhưng mà gần như là không thể các anh ấy quá khỏe. Khỏe quá. Thực sự không có nương tay nên cho nên là anh em là không có chỗ thoát luôn. À, bảy giờ. Chống đây. À, kéo à. Chống kéo. Chống đầu kéo. Chống đây. Đây. Chống cắt bả rồi, cảm ơn. Mày vừa ra đây. Đu gậy rồi ấn xuống hết cỡ để các anh quay tròn như là chuột ở trên cái tấm ván ấy. Chưa ra, đây chuẩn bị 1, 2, 3 kéo rồi xong. Rồi kéo. Rồi đủ các mọi cách rồi, kể cả cởi áo mỹ nhân kế các kiểu, xin cầu xin anh cũng không tha. Rồi kéo rồi, thôi kéo phá rồi, xin chào. Cứ kéo lên. Ra rồi kìa. Ôi dạ. Sao tiếp theo, nét. Cảm ơn anh ạ. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một cái cuộc đấu tởm như bò tót như vậy. Kinh tởm và kinh khủng khiếp. Một chân, rồi hai chân, thua. Ê. Hai chân, trang. Ê. Không có kia, nãy có làm. Bỏ tay. Tiếp theo vô, nhanh. Thanh quyết tâm là sống chết trong trận này luôn. Là không, khi mà buông tay gãy ra sẽ thua. Thanh đã hứa với lòng mình, thề là cho dù có gãy tay đi chăng nữa cũng không bao giờ buông gãy ra. Đội chơi phải tìm một người có dấu hiệu của chương trình tại phố Tạ Hiện Hà Nội để nhận mật thư tiếp theo. Đi. Còn có 10 giây thôi. Cố gắng hết sức trụ lại, giữ lại, đè cái cây xuống này, không cho hai anh nó đẩy rồi tới lên. Mà khi mà ba nghe người giám sát nói là đủ 3 phút rồi, trời ơi, hai chị em không có còn gì mà mình có thể là diễn tả được cái gì phút đó. Là
tay sao? Chúc mừng bạn, đã qua được thử thách. Cảm ơn anh. Một trò chơi chứ, à kinh khủng mà. Mở giúp em cái cốp ấy. Ngồi chờ các đội khác chơi để chờ đến lượt mình á, thực sự là cơ mình nó bị căng cứng vì căng thẳng và một chút sợ hãi, và nó áp lực lên tôi rằng là thua ngay trên chính quê hương của mình thì rất là đau. Phải tự nhủ trong đầu mình là Dương, mày không thể thua trên chính quê hương mày được. Mày không thể để hai ông ở tận trong Sài Gòn đứng ra đến tận quê mình, đứng ở trên quê mình mà mày phải khuất phục. Đến lần thứ hai mặt tái xanh, lúc đấy mình cảm giác mình vừa phải cố gắng vừa nỗ lực, mình vừa thất vọng vì bên dưới nước sập phòng có trơn, xong còn đau nữa, không thể diễn tả được. Mình khóc, khóc là không phải là vì để không phải muốn lụ la, bởi vì là lụi không hiểu tại sao mà nước mắt cứ rơi ra. Một phút, 2 phút, 3 phút 30 giây, 2 phút 50 giây, còn 10 giây cuối thôi, mình không thấy nó dài thế. Trong lúc bảo xong rồi, mình không đứng nổi luôn, không tay mình đứng luôn. Đây, chúc mừng anh đã được vào chính sách. Cảm ơn anh. Rất phải có lời từng bước khác để đưa chị ở dưới này để làm tốt. Anh ơi, cho em về tải hiện 2 phút 50 giây. Thiếu mất một cái mật thư thì trống hay trẻ thì không ra cái mật thư trống hay trẻ thì mình mới nói anh cameraman thì đúng, hình như là để quên một cái mật thư.
Thế chờ quay lại cũng chẳng biết đến rơi đoạn nào, chạy vòng 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 trong đường lâm thì mất thời gian hơn nữa. Chấp nhận bị phạt. Chết người của cả nhà mình, có ai bị dán cái gì trên người mình không? Không. Mình tự giác đi. Đừng để em tìm. Tìm mệt lắm. Dạ, em đang chơi một cái game show mà. Cho em tìm cái nhân vật. Đó, anh đã nói em như thế nào rồi em? Em. Anh đã nói em như thế nào rồi? Ủa, đâu, không phải đây đâu. Anh biết là vậy. Thank you. Đợi cho nó tìm được cái mật thư tiếp theo. Mật thư. Đón nhìn. Dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè, các đội chơi sẽ phải bán 5 chiếc khăn len mùa đông dọc con phố Tạ Hiện. Họ phải thu về được 1.500.000 đồng thì mới được cho là hoàn thành nhiệm vụ này. Mỗi cái có 300.000, em có thể hỗ trợ cho anh được. Hỗ trợ cho anh hoàn thành cái nhiệm vụ này, tại anh chơi từ sáng giờ. Ok các bạn. Dạ em không biết chương trình nó giao như mình phải hoàn thành, mình cũng không có nói được. Có thể được cái gì? Tìm người. Ở cái nhà bán bún bò Huế từ đấy nhiều lắm. Bán gì ạ? Bán bún bò Huế. Dạ, bún bò Huế à? Vâng, cảm ơn ạ. Chị ơi, chị có giữ cái này không vậy? Xin lỗi chị. Tìm người có anh. Đây. Đội chơi phải bán 5 chiếc khăn để thu được một số tiền ít nhất là 1.500.000 đồng. Thật sự là lúc đó anh muốn khóc rồi. Làm sao mà có thể bán cái khăn này với giá 300.000 được? Nó quá ư là nhiều và quá là mắc luôn. We end it tell and don't. For one. Please. I'm sorry. Oh, thank you. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn anh. Mật thư. Đây. Cuộc đua kỳ thú đấy rồi. Thêm một hai cái giùm em bây giờ. Rồi, ok. Anh ơi, anh Tú có thể anh mua giúp em một cái được không ạ? 200.000 thôi ạ. 200.000. Em cảm ơn ạ. Ok, cảm ơn em. Ok, thank you. Thank you. Em cảm ơn chị. Dạ, giúp dùm đi hả? Tại vì còn trận cuối cùng để về đích rồi. Dạ, em cảm ơn. Thôi lại hai chồng. Em nói chị em. Cảm ơn ạ. Mau nào. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn ạ. Chị ơi, giúp em một cái được chị. Bạn anh có thể giúp đỡ mình giúp một cái được không ạ? Thank you. Em cảm ơn. Mình muốn là trong trận này á, là Thanh phải là người về đầu tiên để khỏi phải phạt 30 phút. Khi mà mình bán được chiếc thứ 3 thì anh Long Miền đã đi rồi, lúc đó mình đã luống cuống lên rồi. Không biết làm thế nào nữa. Cứ khóc như mưa chạy từ đầu được có được. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Thank you. Đội chơi tìm đường về đích tại Hoàng Thành, Thăng Long, Hà Nội. Đội về đích cuối cùng ở trận này có thể bị loại. Hoàng thành Thăng Long là quần thể di tích gắn liền với lịch sử kinh thành Thăng Long, Hà Nội. Công trình kiến trúc đồ sộ này đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Và nơi đây sẽ là điểm về đích của trận thứ hai. Đội cuối cùng điểm danh tại tấm thảm về đích có thể sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Hoàng thành Thăng Long. Chị ơi, em mua hộ em 400 được không ạ? Ok. Thank you chị. Cảm ơn chị. Chị ơi, em còn có một chiếc khăn này, chị mua giúp em được không chị? Chị mua giúp em được không ạ? 250 thôi ạ. Em chỉ còn đúng một chiếc nữa thôi mà em được một chiếc của 200.000 thôi. Giúp giùm em đi chị ơi. Chị giúp em 250 thôi ạ. Dạ vâng. Đây, em giả chị 50 ngàn. Thôi chị ấy đấy, em chỉ cần đủ thôi ạ. Cảm ơn chị. Ok, xong rồi.
1,5 triệu. Chúc mừng em đã. Ok, 1,4. Đi đi đi. Anh ơi cho em về Hoàng Thành Thăng Long nhanh nhất có thể anh nhá. Ôi em cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều ạ. Oh my god, I love you. Thank you, thank you. Cảm ơn. Em xin. Cho em mua mình cả. Chịu luôn nhá. Okay. Rồi, cảm ơn em. Em cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Anh ấy mua chiếc găn của tớ với giá 500.000 đồng. Yes. Là Hoàng Thành Thăng Long. Mừng quá. Yeah. Hey. Chúc mừng đội đỏ đã về đích. Huy Khánh xin thông báo. Đội đỏ là đội về nhất ở trận đua này. Xin chúc mừng Kim Dung và Long Điền. Chơi là thắng, màu đỏ là màu quyết liệt, chiến thắng, màu máu lửa. Mình mang chất máu lửa rồi. Mình phải chơi, chơi hết mình. Đội chơi phải bán 5 chiếc khăn để thu được ít nhất 1,5 triệu đồng. 300, 300. Làm gì mua? 300. Làm gì cũng được, làm gì cũng được. Yêu nhất rồi. 300, 300. Cô lên chị, đến rồi. Đến rồi. 1, 2, 3. Xin chào đội tím, xin chào Kim Thanh và Khải Anh. Ngày hôm nay hai bạn không phải là đội về đích đầu tiên. Hai bạn sẽ bị phạt 30 phút. Xin mời hai bạn. Thank you. Ôi trời ơi, em yêu chị. Thank you so much, guys. Enjoy. Cảm ơn em. Cảm ơn. Hẳn 1,6 triệu. Vui luôn. Cảm ơn. Mua một chiếc tham giá 100.000 và đội cam đã hoàn thành đủ 1,5 triệu. Cảm ơn chương trình. Thank you so much. Khi đấy thì Lan Trinh thấy một cái nhóm bạn trẻ, Lan Trinh cũng nói là 4 chiếc xe, 8 chiếc mũ bảo hiểm và nghe có vẻ rất là khó khăn. Thế là bốn bạn đứng lên nhận là sẽ chở. Đi. Thế kia bám theo nhá. Bạn đi đường gần nhất em nhá. Đường gần nhất. Ba. Đi em, để anh nhìn nhanh cho em nhé. Đúng Hoàng Thành Thăng Long, đừng. Em đang về đích nhá, đừng nhầm nhá. Cổng chính đường Hoàng Thành Thăng Long. Giá rẻ nhá, con chỉ có mấy chục nghìn thôi. Quãng thời gian 30 phút ngồi đợi các đội về nó rất là dài. Không phải là 30 phút, 1 phút cũng rất là dài. Cứ thầy anh ơi, bao nhiêu phút mà cứ ngồi cứ khấn ơi, làm ơn. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn. Xin chào Lan Trinh và Nam. Xin chào đội xanh lá cây. Hai bạn là đội về đích thứ hai, xin chúc mừng. Ôi giỏi quá anh ơi. Min và Sơn Ngọc Minh, hai bạn là đội về đích thứ ba. Yeah. Cảm ơn ạ. Cảm ơn các chú. Cảm ơn ạ. Con còn có 70 thôi. Đi. Cảm ơn ạ. Các chú đâu? Từ đâu? Hai đứa cùng lên. 1, 2, 3. Xin chúc mừng Trang Khang và Hiếu, hai bạn là đội về đích thứ tư ở trận đua này. Cảm ơn. Nhanh, đi em đang chụp được anh ạ. Nhìn. Xin chúc mừng đội xanh dương, hai bạn là đội về đích thứ năm. Xin chúc mừng. Cảm ơn anh. Hai bạn là đội về đích thứ sáu, xin chúc mừng. Cảm giác mà đang ngồi ở đó mà nhìn lần lượt các đội về qua mặt mình trong khi mình đang là thứ hai, nhưng mà bây giờ mình lần lượt cứ đếm. Bây giờ mình thứ tư rồi, mình thứ năm rồi, mình thứ sáu rồi, mình thứ bảy, đến thứ tám là mình đã không ngẩng mặt lên nổi nữa rồi. Hai bạn là đội về đích thứ bảy, xin chúc mừng hai bạn. Sau khi đội hồng vừa được tuyên bố là về đích là đội thứ bảy thì mình lập tức được nhảy vào điểm về đích luôn, là mình là đội thứ 8. Lúc đó thì cảm xúc nó vỡ òa luôn. Đội tím, hai bạn là đội về đích thứ 8. Cảm ơn anh. Xin chúc mừng.
Và hy vọng rằng trận sau hai bạn sẽ về nhất hoặc nhì, bởi vì hai bạn xứng đáng ở thứ hạng đó. Xin cảm ơn. Tại anh vào đây em. Hai chị em mày ôm nhau đi. Đừng giận dỗi nhau nữa. Quyết tâm em. Thank you. Mà tư. Cảm ơn anh. Thực sự thì chỉ còn có 30 ngàn thôi Hùng. Cảm ơn Hùng nhiều. Xin mời hai bạn đặt chân vào tấm thảm về đích. Hai bạn là đội duy nhất trong ngày hôm nay để sót mật thư. Với lý do đó, đáng lý ra hai bạn sẽ bị phạt. Nhưng vì đội xám là đội về đích cuối cùng, cho nên hai bạn sẽ không bị phạt. Và hai bạn là đội về đích cuối cùng, điều đó đồng nghĩa với việc hai bạn phải dừng cuộc chơi tại đây. Huy Khánh rất tiếc phải nói điều này với hai bạn. Xin cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình cuộc đua kỳ thú Việt Nam 2014. Cảm ơn anh. Chỉ qua hai chặng thôi nhưng mà mình Long cũng đã có một cái thời gian, có một cái những cái trải nghiệm, những cái thử thách rất là đáng nhớ cùng với cả các bạn chơi. Cảm ơn đồng đội Long đã xuất sắc vượt qua những cái nhiệm vụ chính. Cảm ơn việc mình đã quên cái mật thư để mà anh em có thể được về với anh, về quán cà phê, còn em lại về với tiệm xăm chứ không luôn. Không biết bao giờ về. Đội chơi đầu tiên đã phải nói lời tạm biệt với những người bạn của mình. 8 đội chơi còn lại sẽ tiếp tục với một điểm đến mới. Một chặng đua dài và vất vả đang chờ đợi họ ở phía trước. Đội chơi nào sẽ đủ dẻo dai và bền bỉ để tiếp tục ở lại với cuộc đua năm nay? Tất cả sẽ có tại tập tiếp theo của cuộc đua kỳ thú Việt Nam 2014. Cái gì? Dung, anh đào cho làm cái bùm này vậy Dung. Trời. Bơm. Sống bứt phá.